trời, công nhận thiệt chứ. Dân lứa. Có một chuyện à. Có một chuyện mọi người. Có một chuyện. Nó hoài luôn là chỗ cái đuôi nó bự với ngon. Ui. Kìa. Nè kìa. Có nổ nó trên. Đâu? Đây đây nè. Trời ơi, bỏ cái này vô ơi. Cần lưới mà mò dính cá lắm, đừng nói chi là mấy anh về đây là mấy em là bắt dính hết đó. Bây giờ bắt không còn người nào nữa. Về nhiều là em bắt dính hết á, không còn người nào mà đi được đâu. Ủa là trời cô nè. Thời tới cảnh nổi thiệt. Trời lụm luôn, dạ là lụm luôn đó, chứ không có nói gì tới luôn. Quá trời. Thời tới cảnh nổi thiệt. Trời ơi, nãy dính mấy cái gì nó bụi bụi luôn không. Trời, tao gỡ cái đuôi nó, cái đuôi xè cái này gì. Tao nói cái đằng nó con cá chẻm hay gì đó, nó hụt cái nó sắn vô bụng tao, cái hụt cái đám chết. Lời quật không? Cá sắn không lời quật mà chút xíu nó cộng dây nó máng lời họng. Rồi bà tính về nè. Cái nửa vuông rồi á. Qua đây nha. Quá trời mọi người coi cá nè. Coi cá hai chị em mình nãy giờ nè. Trời ơi, cỡ này luôn nè. Còn có hai tay lưới dưới nữa nè. Ui nè. Đúng kìa, giờ hết la nổi luôn. Vô háng mình không à. Gì đâu. Đi xa nó ra đấy, hỏi mọi dính cái quần tao luôn. Thật là tình chịu nổi thôi. Gì mà chà xa xa dưới hoài với ta. Muốn về mà cứ thấy chà hoài làm sao mà về được không biết. Không cá rồi nha, cho mua trà cá nâu là ưa cho mua trà này. Chổi đi, chổi đi. Chổi vô, chổi vô. Ê, mình hỏi làm đang. Ủa là thật, có gì thôi. Mở từ từ thôi. Thôi. Từ từ thôi, kia. Xong luôn hả? Chạy rồi. Rồi luôn hả? Chạy dây nè, chạy vô ta ra nè. Ủa là đâu? Cái lỗ hiệu cái mặt nước rồi. Ủa trời. Đi đâu cho thoát khỏi tay ta. Hả trời. Ghê thiệt chứ. Quá trời khá mọi người. Ủa đó. Nằm đâu đi, nằm đó. Giữa đâu đó. Giữa đâu đi. Đó. Thôi lấy dính ơi. Ôi Dinh ơi, ui da trời, cái chết gì cho nó khổ. Ui. Ê. Ê. Ui trời. Dạ nào mà đi về cho đành nổi. Quẹ không đi. Trời. Cái máy là chỗ đất vô cho nó chuối đâu á, rồi mình nó nhào vô mò. Mò từ từ á vậy. Đó, nó động. Động nó chảy chứ. Gì vậy? Bóp bưởi tao mày. Bữa hả? Bữa năm rồi. Tưởng năm
loài cá mọi người ơi. Bữa nay mình hai chị em mình cứu hai chị em mình quá. Làm một cái kết không ngờ. Cái gì vậy? Cá mà tới mà đi nó phải thiều lại nó bắt nó mới được. Đây coi những cái thùng của mình chìm ạ. À. Quá. Nửa vuông rồi. Nửa vuông rồi. Ôi trời, mình hai con nè mọi người. Nào quá trời cá. Cái gì vậy? Ừ, trời cá nó phóng bằng đó luôn. Ghê thiệt. Nó lối thùng đi đâu dữ trời trời. Thôi tao ăn sống cá này luôn giờ nè. Ủa là trời có đặt. Đâu mà giữa được dưới xá gì. Có đặt. Nè mọi người thấy không, em có hai ba con rồi giờ cầm không hết một tay luôn nè. Hồi đó thấy mọi là hồi nãy hai chị em của mình còn nhăn lưới, giờ là khỏi cần nhăn lưới. Cứ mình là tay không bắt cóp rồi đó, chứ khỏi cần nhăn lưới nữa. Được dính 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 hiểu luôn hả? Thấy hiếp nè, hiểu bà nội bà giỏi kìa nè, đâu nè, coi mọi người coi em bắt dính đựng cá gì nè. Cái nè, đâu thấy gì chưa? Ngồi ướt cái camera chân rồi. Đúng quá trời ơi, thế này tháo cái camera đi. Ôi trời sao. Xuống. Ôi trời ơi. Ủa? Cho
rồi xong luôn, rồi con cá cũng như không. Kêu đè xuống đi, tao bắt thiết luôn chị. Trời ơi, nó nhai cái tay tao nói chỉ tung 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 tung. Ở đâu mà? Uống cá không? Như đã thấy rồi đó. Trời ơi, nó mạnh dữ thiệt trời. Con khỉ nè. Đưa cái đuôi lên. Đuôi con cá. Kêu đè xuống đi, người ta bắt hết không chị? Tôi lộn. Rồi đi về nào phía má không? Tới đó rồi đó, đi về vô rồi. Hả? Chưa. Đây nè mọi người ơi, xuống. Cá nãy mình thấy giờ nó dính nè mọi người ơi. Ôi trời, quá trời cá rồi. Mọi người coi nè. Ê, đó. Hả hở thôi, đừng có bự bự quá. Thôi đi về. Đâu quá trời cá mọi người. Dạ. Dạ. Nãy giờ hai chị em mày mới đầu á mọi người, tưởng đâu là bữa nay đi chớp quớt rồi. Đứa mà bữa nay không có rồi. Với ai nghe chúng ổ cá quá trời luôn mọi người. Với chúng con há hanh rồi đó nè. Giờ tính về nấu đồ cho mọi người xem mà hai chị mình quá trời mệt luôn rồi. Bắt nãy giờ mệt quá mọi người. Nãy giờ mấy tiếng đồng hồ. Mọi người coi cỡ này nè. Nè. Cá hanh với cá nâu được không nè. Mọi người nè. Cá hanh cá nâu nè. Không có bữa cỡ này. Còn cá nâu cỡ này nè. Giờ cỡ văn nó tới mắt luôn á. Nãy là bắt nó là nó dãy là cầm không muốn nổi nó luôn, cá nâu này nè mọi người. Giờ hai chị em mình clip ở đây cũng dài mọi người ơi. Khoan. Quá trời dính vô mắt. Clip tới đây hai chị em mình cũng dài rồi. Giờ hai chị em mình đi vô mọi người ơi. Mọi người có thích video hai chị em mình mò cá hãy bình luận và nhấn chuông đăng ký theo dõi nha mọi người. Và xin một lượt chia sẻ với mọi người để hai chị mình có động lực làm tiếp cho mọi người xem nha mọi người. Bye bye mọi người. Cảm ơn mọi người nha, bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Bye mọi người.